Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Nga tuyên bố trả đũa Ukraine quy mô lớn, tên lửa tấn công Odessa bị bắn hạ. Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 5 tháng 4, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công lớn bằng vũ khí trên không và trên bộ tầm xa, có độ chính xác cao cũng như các máy bay không người lái UAV nhằm đáp trả Kiev. Những mục tiêu nhắm bắn của quân đội Nga gồm các cơ sở công nghiệp năng lượng của Ukraine, cũng như các doanh nghiệp thuộc tổ hợp quân sự công nghiệp, các hệ thống phòng không, kho vũ khí, kho nhiên liệu, địa điểm triển khai tạm thời cho các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Quân đội Nga khẳng định đã thực hiện thành công chiến dịch tập kích trả đũa này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 2.110 binh sĩ, 6 xe tăng, 11 xe chiến đấu bộ binh, 89 phương tiện và 40 khẩu pháo dã chiến ở vùng Donetsk trong tuần qua. Cùng thời gian, các lực lượng Moscow đã đẩy lùi 15 cuộc phản kích của quân Ukraine ở Donetsk, cũng như giành quyền kiểm soát làng Vodchane trong khu vực Adipka. Cùng ngày, các lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn chặn thành công một tên lửa dẫn đường tấn công vùng miền Nam Odessa do quân Nga phóng từ một máy bay chiến thuật ở khu vực Biển Đen. Theo báo Pravda của Ukraine, sóng nổ cùng các mảnh vỡ của tên lửa bị phá hủy đã rơi xuống, làm vỡ kính của các cơ sở kinh doanh tại khu vực ven biển Odessa. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào trong sự cố. Giới chức Ukraine và Nga đều không lên tiếng bình luận trước những thông tin do đối phương đưa ra.